company headquarters. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại trụ sở của văn phòng của anh Dương Biểu Huy Bạch Võ. Trong đêm ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 11 là một đêm rất là nhiều đồng hương người Việt Nam tụ tập tại đây để mà chờ kết quả của ngày bầu cử. Đồng thời thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam cũng chờ đợi kết quả gây cấn giữa ứng cử viên Romney và ông đương kim tổng thống Obama như thế nào. Nhưng mà đến thời điểm mà 10 giờ 30 tối của ngày thứ ba ngày 6 này thì như quý vị cũng thấy là mọi người cũng đã reo hò, và có nghĩa là một người mà muốn thành tổng thống thì cần tối thiểu là 270 phiếu cử tri đoàn. Nhưng mà ông Obama đã được 274, có nghĩa là chính thức trên báo chí và truyền thông khắp mọi nơi cũng đang chúc mừng ông Obama tái đắc cử trong nhiệm kỳ lần thứ hai của ông làm tổng thống, ngày Election Day của tại thành phố Houston, Texas. Hôm nay trong cuộc bầu cử mà rất là nhiều người trông đợi những kết quả, kính thưa quý vị, thì đến thời điểm này là bây giờ là đã quá 10 giờ 30 và kết quả thì như quý vị đã thấy là có rất là nhiều người reo hò để chúc mừng ông Obama đã thắng cử. Tuy nhiên thì tại Houston chúng ta thì có một district 149 thì có Dương Biểu Huy Bạch Võ năm nay cũng sẽ tái tranh cử trước khi mà kết quả của quận hạt vùng 149 có kết quả, thì chúng tôi muốn tranh thủ để hỏi anh Huy Bạch Võ không biết là cảm giác của anh hôm nay như thế nào rồi. Dạ thưa anh Quốc Bình, cũng cảm ơn anh đã cho cơ hội trở lại với lại quý khán giả của đài BYN. Dạ thưa anh, thì theo cái kết quả sơ khởi tới giờ này đó thì Huy Bạch Võ rất là cảm ơn tất cả những cử tri trong đơn vị 149 cũng như quý đồng hương tại Houston cũng như trong đơn vị 149 đã mấy năm qua đã tín nhiệm Huy Bạch Võ và cho Huy Bạch Võ một cái cơ hội để phục vụ cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Để mà mình tìm hiểu thì kính thưa quý vị, kết quả vẫn chưa có gọi là kết cuộc cho cái quận 149, nhưng mà nếu mà lùi lại để cho giống 4 năm về trước đó thì hình như là quận 149 này đó là có khoảng chừng 45-47 ngàn vote tổng cộng, mà trong đó đó là anh Huy Bạch Võ được 50+% phải không thưa anh? Dạ thưa, năm 2004 cái cuộc bầu cử đầu tiên phải không anh? Dạ, dạ thưa 2008 anh. Nếu mà lùi lại mà nếu 2008 thì Huy Bạch Võ thắng với tỷ số là 50+55%. Dạ thưa anh. Dạ. Lúc đó là khoảng chừng 3.000 phiếu trên lệch. Dạ, không? Dạ, khoảng 3.000 phiếu trên lệch. Dạ, dạ. Dạ, thì nói con số đó để mình suy ra cũng 4 năm sau thì thường những cái mùa bầu cử tổng thống thì có những người ta đi bầu đông hơn so với những năm mà không có bầu cử tổng thống. Thì năm nay đó thì hình như là chúng tôi được biết kết quả cập thời đó thì anh Huy Võ bây giờ vẫn đang là dẫn trước đối thủ, nhưng mà mới có khoảng chừng là 28.000 phiếu đã được đếm, đa số những cái phiếu này là đếm từ cái thời 2 tuần của bầu cử sớm. Thì không biết là trong cuộc bầu cử năm nay thì anh thấy nó sẽ, mình cứ dự tính hoặc là ước định nó sẽ khác biệt gì so với 4 năm về trước không anh? Dạ thưa anh, thì cái kỳ này đó cái đơn vị 149 đã được thay đổi mới, thành ra 30% của cái đơn vị 149 đã bị thay đổi, thành ra cái con số vô nhiều khi nó cũng bất chừng. Dạ thưa anh, nhưng mà Huy Bạch Võ theo cái đà này thấy thì chắc là cũng giống như năm 2008 thì khoảng 55%. Dạ thưa anh. Dạ. Vâng, có lẽ là vẫn còn là cái vùng 149 vẫn còn nhiều người Việt Nam, khi họ vẽ lại nhưng vẫn còn nhiều Việt Nam không anh? Dạ thưa đúng anh, vẫn còn một số người Việt Nam, cử tri người Việt Nam của chúng ta. Dạ. Vâng, thì bây giờ một câu hỏi thì có lẽ là một cái đêm là lúc nào cũng là một cái đêm hồi hộp phải không nữa anh? Dạ thưa đúng anh, mỗi kỳ bầu cử là một cái sự không có đoán được trước anh. Dạ, thành ra cái bầu cử nào nó cũng khác, mỗi cái bầu cử khác đó. Dạ. Không biết là năm nay thì anh chuẩn bị tinh thần ra sao, nếu mà thắng cử thì anh sẽ có những kế hoạch gì? Dạ thưa anh, nếu như Huy Bạch Võ có một cơ hội để phục vụ trong 2 năm tới thì Huy Bạch Võ vẫn tiếp tục tranh đấu để mà phục vụ cho cái khối cử tri trong đơn vị 149 về vấn đề học vấn cũng như phát triển kinh tế cho cái khu vực 149 và công ăn việc làm cho tất cả những cử tri, và cũng như là cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì rất là còn nhiều cái công việc làm để mà chúng ta có thể đứng lên mà bằng những cái cộng đồng khác và hãnh diện làm chung với những cộng đồng khác. Dạ thưa anh.
Thật sự ra thì Texas thì người ta nói là một cái tiểu bang gọi là Cộng Hòa. Kết quả thường là những người mà bên thượng nghị sĩ hoặc là thống đốc đó, người ta nói là đây là Texas là cái stronghold, là cái gọi là tường thành vững chắc của Cộng Hòa. Thì những kỳ bầu cử mà trong những cái kỳ mà có tổng thống như thế này đó, thì anh có ngại là người ta mà bầu theo đảng đó, thì mình bị thiệt hại hơn những cái năm mà năm lẻ, năm chẳng nhưng mà không có bầu cử tổng thống không? Mà bị lỗ hơn không? Dạ thưa anh, thì cái năm nào bầu cử, cái kỳ nào bầu cử cũng là rất là hồi hộp anh, và không biết cái tương lai nó là sao. Dạ thưa anh. Nhưng mà năm nay trong phần tự tin của anh với lại nhìn tìm hiểu đối thủ của anh á, thì anh cảm thấy là mình có nghĩa là tự tin hơn người đối thủ của mình không? Dạ, tại vì năm nay cũng là một cái đơn vị, một phần là một cái đơn vị mới, thành ra không biết nó như thế nào. Thành ra hôm nay xong bữa hôm nay mới biết cái thật sự cái đơn vị mới của mình nó gồm có như thế nào. Dạ thưa anh. Cũng khó đoán không thưa anh? Dạ, dạ, đúng rồi. Nhưng mà cảm ơn anh, để có lẽ là mình chờ kết quả hôm nay. Dạ, nhưng mà kính thưa quý vị, thì đó là một đêm có lẽ rất là nhiều quý vị đang chờ đón, nhất là quý vị Việt Nam thì có lẽ là cũng trông đợi. Cho dù là quý vị là bên Cộng Hòa hoặc Dân Chủ, nhưng mà chúng tôi cảm thấy là đều trông đợi là dân biểu Huy Bình Võ sẽ tái tranh cử để được phục vụ thêm 2 năm nữa trong nhiệm kỳ thứ 5. Nhưng mà để sau ngày thứ 3 ngày hôm nay thì chúng ta mới có một kết quả cuối cùng, và chúng tôi xin gửi lại quý vị trong những chương trình cập nhật kế tiếp. This is a time of great challenges for America, and I pray that the president will be successful in guiding our nation. Và kính thưa quý vị, như vậy là kết quả Tổng thống Obama đã thắng nhiệm kỳ thứ 2 làm Tổng thống. Ông thuộc đảng Dân Chủ và một người cũng trong thuộc đảng Dân Chủ giữa một thủ đô, một thành trì vững chắc của đảng Cộng Hòa, nhưng anh là một trong những người bên đảng Dân Chủ đã thắng cử một cách vẻ vang. Kết quả của cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 năm 2012, đặc biệt ở tại khu vực vùng 149 nơi có dân biểu Huy Bình Võ tranh cử với một đối thủ của bên đảng Cộng Hòa, đó là bà Diane Williams, thì đúng 0 giờ 30 phút của ngày 7, kết quả cuối cùng sau khi 24 thùng phiếu ở 24 precinct tại khu vực 149 đã được đếm hết, thì dân biểu Huy Bình Võ đã thắng với tỷ số là 61.04% so với đối thủ bà Williams là được 38.96%. Trong số này thì dân biểu Huy Bình Võ được 25.528 lá phiếu bầu cho ông. Trong con số này thì đa số là bầu sớm, là 15.675 lá phiếu đã bầu sớm, và trong ngày bầu cử hôm mùng 6 thì đã có 9.189 lá phiếu bầu cho ông. Và như vậy thì kết quả dân biểu Huy Bình Võ lại tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ 5 của ông, phục vụ cho chức vụ là dân biểu của Texas vùng 149. Và kính thưa quý vị, nếu so lại với lại những năm 2008 và những năm tương tự cũng có những cuộc bầu cử tổng thống, thì kết quả mặc dù là sau khi đã vẽ lại đường ranh giới của khu vực 149, nhưng mà kết quả thì dân biểu Huy Bình Võ cũng có những cái con số ủng hộ ông tương đương là khoảng 25.528 lá phiếu trong năm nay, và cũng như là khoảng một con số tương đương cách đây 4 năm, đó là năm 2008. Thắng 64% trên 39%, thắng hơn đối phương hơn 9.000 lá phiếu. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Con thắng khoảng 9.220 lá phiếu. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.